tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, vì những gì ngươi sắm sẵn đó thì sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Phù vân, quả là phù vân. Đó là câu nói của ông Kohelet trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe. Vậy thế nên chúng ta đặt câu hỏi: cái gì là phù vân, thưa anh chị em? Và có lẽ ai trong chúng ta cũng thừa biết nó là gì. Nó là của cải, nó là tiền bạc, nó là tất cả những gì mà mình không thể đem với mình xuống mồ sau khi mình chết. Nhưng thừa biết là như thế, nhưng không phải ai trong chúng ta và đa số chúng ta đều không thể cưỡng lại được trước cái lời mời gọi, trước cái cám dỗ để có nhiều của cải hơn. Vấn đề ở đây không phải Chúa ngăn cản chúng ta không nên có của cải, không phải Chúa nói là có của cải là sai, là xấu. Có rất là nhiều người không có của cải nhưng trong đầu họ có rất nhiều ao ước, thèm muốn làm sao để có thiệt nhiều của cải, và chỉ nghĩ như thế mà thôi. Suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để tôi có thật nhiều tiền, có thêm nhiều tiền, có thật nhiều tiền. Nhưng có những người có của cải nhưng mà họ sẵn sàng cho đi. Vì thế không có nghĩa rằng có của cải là sai, hoặc không có nghĩa là mình nghèo, không có tiền là mình đúng. Nhưng mà tâm thế mình như thế nào trước của cải, trước tiền của, hoặc trước những gì mà ông Kohelet ông nói là phù vân. Và có lẽ gần đây, không biết anh chị em có bao giờ nghe thường xuyên những thông tin hay những câu chuyện xung quanh chúng ta, anh chị em trở nên bất hòa với nhau, không nhìn mặt nhau, thậm chí đốt nhà nhau, thậm chí giết nhau, chỉ vì một miếng đất, chỉ vì đất cha mẹ để lại không chia không đều, chỉ vì người này được hơn, người kia được ít hơn, chỉ vì mình không có được cái mà người khác đang có, mình nghĩ nó là thuộc về mình. Và chính cái người đó hơn 2000 năm trước cũng đến gặp Chúa Giêsu đặt câu hỏi đó: Thưa Thầy, nói anh tôi chia gia tài cho tôi. Người ngày xưa, người ta theo luật Do Thái, người anh thường hưởng được 2/3 gia tài của cha mẹ, vì người anh phải lo cho mẹ và chị em gái. Người em chỉ được 1/3 thôi, thưa anh chị em. Nhưng mà có lẽ họ không hài lòng với chuyện đó. Nhưng mà câu trả lời của Chúa cũng là một câu trả lời dành cho mỗi người chúng ta. Chúa sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của cải của chúng ta. Chúa phải không bao giờ can thiệp vào chuyện anh em chúng ta, chị em chúng ta bất hòa với nhau vì tiền của. Vì thứ nhất, cái đó không phải là thánh ý của Chúa muốn nơi mình. Cái thứ hai, Chúa nói rõ với chúng ta, ai đặt ta làm người phân xử chia gia tài cho các người. Và vì thế Chúa mới hướng dẫn cái người thanh niên đó sang một câu chuyện xa hơn để suy tư về người phú hộ giàu có muốn thu tích của cải cho mình và thu lượm thật nhiều, nhưng mà không biết được rằng ngày mai
mình có thể chết bất cứ lúc nào và mình không mang được bất cứ cái gì theo. Cô-hê-lết và bài tin mừng đều có một điểm chung là những gì mà mình có, mình làm được đó anh chị em, mình chết đi không mang được gì cả. Và cái người hưởng nó không phải là người làm ra nó, và cũng chưa chắc là cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng được hưởng lại những gì mình đang có. Vậy thì Chúa mời gọi chúng ta điều gì? Hãy lo thu tích của cải trên trời. Vậy chúng ta hiểu một chút cái cách cái người đàn ông này, người trong chuyện dụ ngôn này, để cho Chúa muốn nhắn nhủ điều gì với chúng ta. Người đàn ông này có một cuộc độc thoại: tôi sẽ phải làm gì đây với của cải của tôi? Tôi sẽ xây một căn nhà lớn hơn, cái kho lớn hơn. Tôi sẽ đưa hết của cải vào trong đó, và tôi sẽ an tâm. Và từ đây tôi sẽ tự nhủ rằng tôi yên tâm đi, tôi có thể ăn sung mặc sướng và không còn lo lắng nữa. Vậy cái kết của người này là muốn không lo lắng nữa bằng cách mình có những cái kho lẫm thật lớn, nhưng mà bằng cách mình độc thoại với mình nói chuyện với mình. Mình chỉ nói về mình và nói với mình mà thôi, không liên quan gì đến người khác. Vậy thu tích của cải cho đời sau là gì? Là mình bước ra khỏi chính mình, bước ra khỏi cái an toàn mà mình nghĩ rằng tôi phải có cái đó tôi mới an toàn, tôi phải được cái đó tôi mới an toàn, tôi mới bình an, tôi mới ổn. Nhưng mà bước ra khỏi chính mình nghĩa là bước đến với người khác. Cái khó của người giàu có này là ông ta chỉ nghĩ cho bản thân mình, làm sao để bảo vệ của cải của mình, làm sao để mình ăn sung mặc sướng. Nhưng trong đầu của ông ta không có hình ảnh của người khác, không có tha nhân, không có người nghèo, không có những người cần sự giúp đỡ. Vậy thì để tích trữ của cải trên trời đồng nghĩa với việc mình có khả năng chia sẻ với người khác. Tôi nhớ Đức Hồng Y George ở Chicago, ngài nói đó là chúng ta không mang được cái gì theo với mình khi mình chết, nhưng mình chỉ mang được theo những gì mình đã cho đi khi mình chết. Những gì mình đang có trong tay mình không mang theo được, nhưng những gì mình đã cho đi mình sẽ có được. Mình sẽ mang theo những gì mình cho đi mà thôi. Tại vì khi mình cho đi bằng tình yêu, tình yêu lớn lên, và tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, và tình yêu chính là Thiên Chúa. Và tôi xin dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em suy tư trong cuộc sống chúng ta. Mình đừng nghĩ vội đến của cải anh chị em. Khi nói đến của cải, mình nghĩ đến cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, cái gì mà ảnh hưởng đến bình an và hạnh phúc của mình, niềm vui của mình. Có nhiều thứ mình không nghĩ nó là của cải nhưng mình lại cho nó quan trọng. Ví dụ như lời nói của người khác về mình. Ngày hôm nay có nhiều người lo tích trữ những lời nói tốt về mình từ người khác. Đó. Tất cả mọi người phải nói tốt về tôi. Và đây là cái bằng khen của tôi. Và anh chị em thấy đó, giới trẻ ngày hôm nay là như thế. Họ chạy theo YouTube và làm sao để có cái bảng bạc, bảng vàng, bảng đồng để nói lên là tôi được bao nhiêu người thích. Vậy thì đây là một dạng của cải mới, của cải ảo mà mọi người chạy theo. Có khi cái của cải của mình là lời nói xấu của người khác về mình. Ngược lại, nhiều khi người ta nói xấu mình, người ta hiểu lầm mình, người ta chê trách mình, nhưng mà mình coi đó là quan trọng và mình giữ nó trong đầu của mình. Mình nuôi nó, mình tích trữ nhiều những điều đó, và cuối cùng con người của mình cay đắng về mình chỉ vì người khác nói không tốt về mình. Là một dạng của cải mới, mình không buông nó ra được. Mình có thể quên vợ, quên con, quên chồng, nhưng mình không quên cái lời nói người khác nói xấu về mình. Mình coi nó rất là quan trọng, mình giữ nó trong đầu, mình nuôi nấng nó, mình bảo vệ nó, không ai lấy nó ra khỏi cuộc đời mình được hết. Đó là một dạng của cải mới. Mà thử tưởng tượng mình có mang theo được không? Không mang theo được. Chưa kể đến cái của cải vật chất, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến những cái phi vật thể là mình đã thấy nhiều khi cuộc đời chúng ta mình đặt cái sự quan trọng về cuộc sống của mình sai chỗ anh chị em. Đặt cái tầm quan trọng về cuộc sống của mình sai chỗ, không phải nơi Thiên Chúa,
Nhưng mà nơi lời nói của người khác, nơi ý kiến của người khác về mình, nơi lời nói tốt, nơi lời nói xấu. Và cuối cùng mình không coi tình anh em là quan trọng nữa, mình coi của cải quan trọng hơn tình anh em, trên tình anh em. Tôi thường nói với một số mấy bạn trẻ có sự hiềm khích giữa anh em với nhau, và cũng đến chia sẻ với tôi là nhờ tôi giúp chỉ dẫn cách giải quyết vì cái sự hiềm khích đó. Và tôi chia sẻ với các bạn đó, cha mẹ các bạn đó sinh các bạn ra, và của cải lớn nhất mà họ có thể cho lại cho các bạn không phải là tiền của họ, mà là chính anh em, chính ruột thịt của nhau. Tại vì họ sẽ không sống với mình suốt đời, nhưng mà người còn lại đi với mình, hành trình còn lại trong cuộc đời của mình là anh chị em của mình. Vậy thì nếu mà mình đặt của cải hay là những cái hiềm khích lên trên đó, thì mình giữ lại cái gì trong tình anh chị em? Cuối cùng mình không giữ lại được họ. Và nhiều khi chính chúng ta tự làm mất đi cái của cải thật, đó là tình cảm anh chị em, đó là tình người, mà chúng ta bám vào những cái mà không bao giờ tồn tại suốt đời. Đó là tiền của, đó là những lời nói phù vân của Kohelet đã nói với chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta trong ngày sống được Chúa nhắc nhở để ý thức được cái khuynh hướng của chúng ta, và xin cho chúng ta nhận thức được cái khuynh hướng đó, và chúng ta can đảm lựa chọn Chúa, lựa chọn nhau, thay vì lựa chọn của cải vốn là phù vân và không đem lại lợi ích cho đời sau của chúng ta. Amen.